Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi: "Các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Cleophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay." Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Đoạn: "Người bắt đầu từ Mô-sê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người." Khi gần đến làng, hai ông định tới. Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ này ép người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn." Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất, họ bảo nhau: "Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: "Thật, Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon." Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Suy niệm. Nhà văn Kitô giáo nổi tiếng Kayantakis nói rằng: "Điều tôi quan tâm không phải là con người, mặt đất, bầu trời, mà là ngọn lửa thiêu đốt con người, mặt đất, bầu trời." Nếu vậy, ông nghĩ thế nào về hai môn đệ Emmau hôm nay? Hai môn đệ hết lửa. Một đội bóng hết lửa, chỉ có từ thua đến thua to. Hai môn đệ hết lửa với thầy, với công cuộc của thầy. Chỉ còn nước cờ duy nhất là đào tẩu về nhà. Thế nhưng, khi được gặp Đức Kitô phục sinh thì mọi sự đổi khác. Họ được truyền lửa, tiếp thêm lửa nhờ lời và thánh thể của Ngài. Dọc đường, khi người nói chuyện, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Đầy lửa, đến độ họ đứng dậy,
vượt quãng đường 12 km ngay trong đêm để gặp các bạn làm chứng rằng mình đã gặp thầy. Mời bạn nhìn lại mình để xem bạn còn lửa không? Lửa yêu mến Chúa, lửa say mê công cuộc cứu độ cao cả của Ngài, lửa yêu thương đồng loại, lửa yêu mến người thân, nhất là người bạn đời. Sống lời Chúa. Để thêm lửa trong đời sống đạo, tôi sẽ trung thành đọc lời Chúa và nỗ lực sống lời ấy mỗi ngày. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ngọn lửa trong trái tim Chúa. Xin làm tim chúng con ấm lại mỗi ngày, nhờ được nghe Chúa nói như hai môn đệ về Emmau, và được Chúa nuôi bằng bánh ban sự sống. Ước gì chúng con luôn có lửa nhiệt tình để hết lòng phụng sự nước Chúa, lửa tình yêu để vượt qua những hận thù đố kỵ. Amen.